Cháu có cái ô đẹp quá. Ô siêu nhân này, người sắt này, người khổng lồ xanh này. Cảm ơn cháu nhá. Chú đang trên đường đi, trời mưa to quá, ướt hết cả người. Chú đang phải tìm giúp chú. Chú ơi, chú có phải là siêu nhân nhẹ không? Đúng rồi đấy, chú chính là siêu nhân nhẹ đây. Còn đây chính là những người bạn của chú đây. Wow, đây là lần đầu tiên cháu cháu quả là một cô bé tốt bụng. Ta có món quà dành tặng cho cháu đây. Đây là buổi biểu diễn của bọn ta sắp sửa diễn ra. Đây này, có hình ảnh của chú ở trên đây này. Cháu nhìn thấy chưa? Đấy, tối nay đến xem chú biểu diễn nhá. Kìa kìa, tớ nhìn thấy rồi, ở chỗ đàn xương ấy đây. Ai chà, giờ tớ mới để ý đấy. Ủa, đàn gì đây? Ôi rồi, anh ấy bay lên rồi kìa. Wow, còn biết đu ở trên không kìa. Ủa, cao thế. Đang bay kìa. Wow, lộn nhào lộn luôn. Trên không luôn. Thật là siêu. Hình như là người nhện này còn biết thổi bong bóng hay là bắn tơ nhện ấy nhỉ? Bắn tơ nhện, bắn lên những cái mái nhà xong đùn phát lên luôn. Ơ, con gì phía sau kia? Hình như là con khủng long. Ơ, con khủng long này còn biết nhảy múa kìa. Đây là khủng long, có ba sừng đây. Là khủng long ăn thịt đấy. Không phải, đây là khủng long ăn cỏ, cậu chả biết gì. Người nhện đang đu dây ở trước mặt khủng long kìa. Hình như là khủng long này với cả người nhện này không thích nhau các bạn ạ. Ui, anh người nhện còn xoáy bay lên kìa. Như là vũ công múa ba lê vậy. Rộn ngược luôn. Siêu chưa? Anh chị thấy hay không? Quá già nè. Anh ấy mời em Cam đến đây để xem anh ấy biểu diễn múa như này à. Ơ, anh người nhiệt đi đâu rồi? Còn mỗi bạn khủng long ở ngoài thôi. Ơ, có con gì đang ra kìa. Con cá cô ơi. Con cá. Có cả cá mập Baby Shark kìa. Có cả một con cáo đầu màu cam. Và cả con gì kia nhỉ? Khủng long đang nói chuyện kìa các cậu ơi. Khủng long đang chào các bạn đấy. Hôm nay là ngày hội thiếu nhi. Chào bạn khủng long nha. Các bạn cá cũng đang chào các bạn nhà mình này. Khủng long đang hỏi có biết ta là ai không đấy. Khủng long thì ai mà chả biết. Em Cam ơi, em Cam có sợ con khủng long này không? Em không sợ. Đúng rồi, đây chỉ là một con khủng long ăn cỏ thôi, không hề đáng sợ. Con khủng long này à, rất thân thiện đấy. Nhìn kìa, có cả con, một con chó đang đánh trống kìa. Và một con cáo già đang thổi kèn. Ui, con cáo già màu xám đang thổi kèn đấy. Cáo già này, trong câu chuyện gì các cậu có biết không? Cô bé quàng khăn đỏ. Đúng rồi, con cáo già này đã ăn thịt bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ trong bụng đấy. Nhưng mà may mắn sao, có bác thợ săn đã giúp đỡ.
Ở đây có bao nhiêu con vật, có cả con gì có cánh màu trắng kìa. Đấy là con ngựa pony đấy. Ồ, có cả hươu cao cổ này. Con hươu cao cổ này có cái cổ thật là dài luôn. Hoan hô, hoan hô. Hay quá, hay quá. Ở đằng xa xa kia còn có cả con ong nữa. Các bạn ấy múa thật đẹp đúng không các bạn nhà mình ơi? Nhìn kìa, còn bao nhiêu con vật khác nữa kìa. Con gì màu trắng kia? Con này á, mà em Cam không biết à? Các bạn nhỏ nhà mình có biết không? Đây là con voi. Rồi có cả con thỏ trắng kia. Con thỏ trắng chạy nhanh quá. Đằng kia kìa các cậu ơi, nhìn thấy có con gì đang đi đến kìa. Con đấy á, là con ngỗng. Ngỗng đâu mà ngỗng, cậu toán nói linh tinh thôi. Con này nó có hai cái miếu ở trên lưng và nó sống ở sa mạc đi. Trông như con ngựa vằn ấy nhỉ các cậu nhỉ. Mà mặc áo trông như là tội phạm ấy. Tiếp theo là tiết mục gì đây vậy em Cam? Tiết mục người có đuôi. Người có đuôi á? Em Cam không biết nhân vật này rồi. Đây là nhân vật trong phim bộ phim Avatar đấy. Đúng rồi, những cái người này đến từ thế giới Avatar đấy. Người màu xanh và có cái đuôi ở đằng sau. Nhìn này, những cái người này á, họ giỏi nhào lộn lắm đây. Họ múa trên không trung kìa. Cái người Avatar này có khi giỏi như anh siêu nhân nhện đúng đây cậu ơi. Cũng bay bay trên không trung luôn kìa. Con khỉ đấy, hai con khỉ đang đạp xe đạp này, trông thật là vui nhộn đúng không các bạn ơi? Còn đây là tiết mục gì vậy nhỉ? Hai anh này cũng chính là người Avatar đúng không? Có một chiếc xe đạp và đang đứng trên một sợi dây, thật là siêu. Đây là tiết mục đi xe đạp trên dây đấy cậu ơi. Wow. Bình thường á, chúng mình đứng trên cao á, có khi cũng không giữ thăng bằng được, mà anh này anh đứng tận trên dây luôn. Nhìn kia giỏi quá, giỏi quá.